Không đẹp chuẩn Hàn, Kim Go Eun vẫn thắng đậm trong cả phim ảnh lẫn thời trang. Kim Go Eun là một trong số những nữ diễn viên được đánh giá cao về diễn xuất qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Goblin, Little Women, Quân Vương Bất Diệt, vân vân. Và mới đây là siêu phẩm điện ảnh Hexuma, Quật Mộ Trùng Ma. Bên cạnh khả năng diễn xuất, nhan sắc cùng khí chất cuốn hút của nữ diễn viên sinh năm 1991 cũng tạo được nhiều ấn tượng, đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong lĩnh vực điện ảnh là vậy. Nhưng nhan sắc của Kim Go Eun từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ K-net. Đôi mắt một mí cùng gương mặt bầu bĩnh, cười hời lợi từng khiến cô trở thành chủ đề bàn tán trong các bảng xếp hạng sắc đẹp K-beauty. Tuy nhiên, dù không mang vẻ đẹp mỹ miều theo khuôn mẫu, nhưng tổng thể gương mặt Kim Go Eun lại rất hài hòa, có nét cuốn hút riêng và khiến người ta nhớ mãi không quên. Không những thế, với xuất thân người mẫu, Kim Go Eun còn từng lọt vào mắt xanh của Chanel. Kim Go Eun cũng là đại diện Hàn Quốc duy nhất được Chanel lựa chọn quảng bá dòng đồng hồ G12 bên cạnh Trần Vĩ Đình và Châu Tấn. Nữ diễn viên cũng được đánh giá vô cùng phù hợp vì mang khí chất thanh lịch, sang trọng của nhà mút hoa trà.